Tập 5. Kẻ sát nhân thật sự. Sáng hôm sau, khi Thành còn đang con dắt thì ông Tư đã dậy. Lững thững trên đầu bước xuống, ông Tư thấy Thành đang cuộn tròn trong đống mền gói. Ông gọi: "Dậy Thành, ra khóa cửa rồi đi chở khách." Thành đang ngái ngủ bị gọi dậy. Thành ngồi dậy, mặt nhăn nhăn văng chạ một tiếng, rồi vươn vai đứng dậy. Đứng dậy rửa mặt, lúc này Thành chẳng nhớ gì chuyện tối qua cả. Sau khi thấy bóng ông Tư đi khuất, Thành mới khóa cổng bước vào nhà. Vô tình nhìn lại cái chỗ băng ghế, nơi cái khoảng đất trống mà lúc tối Thành vừa đắp. Thành rùng mình nhớ lại chuyện hôm qua. Thành vẫn không tin nơi đó, ở sâu trong động đất là một nạn nhân xấu số đã bị vùi thay một thời gian khá dài. Thành nhìn lại vào cái kẹt cổng để chắc rằng có cây sẹn ở đó, để từ đó chắc chắn rằng đêm qua là có thực chứ không phải là mơ nữa. Thành lạnh người bước nhanh vào nhà, miệng lẩm bẩm cầu khấn rằng mình đang cố giúp cô ta, giống như một lời tự an ủi mình vậy. Thành dò danh bạ tìm số con bạn thân nhất dưới quê để kể cho nó nghe về cái chuyện động trời mà mình đang trải qua. Linh, tên con bạn Thành, từ bé, thay vì những đứa con gái khác như Linh từng tụ tập nhau nhảy dây, chơi ô ăn quan hay banh đũa, nhưng con nhỏ này thì khác. Lúc nào cũng thấy nó lông bông với cả đám con trai, trong đó có Thành. Có lần cả đám hùa nhau đi tát rìa bắt cá, nước tát đã cạn, cả đám hùa nhau xúc bò từng con cá bỏ vào giỏ. Thằng Hoàng, cái thằng to con, cao khiều, nhưng giác thì khỏi phải bàn. Nó thình lình đa đàn lên, rồi cuốn cuồng nhảy vội lên bờ, chỉ tay vào cái bụi cỏ đã chèm nhẹp xình lầy, miệng ấp úng: Có cái tai người. Cả đám lơm khơm, nghe nó nói vậy thì đứng phắt dậy nhìn theo hướng nó chỉ, nhưng chẳng thấy gì, vội leo lên bờ, bước tới chỗ nó hỏi: "Cái gì vậy thằng mập? Mày nói gì vậy?" Thằng Hoàng mắt vẫn trợn trừng, chỉ tay về phía bụi cỏ, miệng lắp bắp câu nói cũ: Có cái tai người. Tao thấy tai người. Nó. Dù chẳng thấy gì, nhưng thấy thái độ của nó, cả đám cũng lạnh ráy, nhìn cái bụi cỏ, tính bỏ về hết. Thì tự dưng con Linh xóng ống quần, bước xuống cái rìa, tay cầm theo một nhánh cây, nhát như thỏ: "Để tao xem có cái gì." Bước tới bụi cỏ, nó dùng cái cành cây giạt cỏ ra, tay kia thì bức vứt lên bờ. Cả đám nhao nhao nhìn theo, nhưng chẳng đứa nào dám bước xuống. Con Linh sau khi giạt được một khoảng khá rộng, xoay người lại hỏi: "Thấy gì hả mày? Mày bị điên hả?" Rồi nó thấy cả đám cũng y như thằng Hoàng, mắt trợn lên, tay chỉ về phía nó đứng, và đứa nào cũng lắp bắp: Linh, chân mày, Linh!" Con Linh nhìn xuống rồi thất kinh hồn vía đùi lại, nhưng do vướng xình, nó bật ngửa, xình lầy văng lên đầy mặt. Dưới chỗ nó đứng đang nổi lên bền các bàn tay người như con vịt chết lâu ngày. Các bàn tay phù lên, trương nước ra, trông rất kinh dị. Cả bọn đang lên ầm ĩ rồi bỏ chạy. Chỉ còn duy nhất Thành và con Linh đang ngồi vịt dưới cái rìa, nước ngập ngang ngực. Thành đứng lại không phải vì gan dạ gì, mà là sợ quá, tay chân tê cống cả. Cả đời Thành có lẽ đây là vật gớm ghiếc nhất mà Thành từng thấy. Con Linh bỗng dưng bình tĩnh đến lạ, ngồi dậy, miệng lắng kháng chỉ đó, rồi bước lên bờ, vỗ vai Thành: "Ê Thành, chạy đi báo công an đi, tao canh cho." Thành nhìn con Linh há hốc mồm. Thành bây giờ chẳng tin được nó là con gái. "Trời đất, mày không biết sợ hả Linh?" "Sợ mẹ gì, tai người chết thôi mà. Tao nghi có án mạng, mày đi gọi công an đi." Thành lấy lại bình tĩnh, chạy đi báo cho chú tổ trưởng. Sau đó có một nhóm công an đến phong tỏa cái rìa, rồi bủa nhau tát cạn cái rìa trước, và tìm được vài bộ phận khác nữa. Điều tra ra được đó là một nạn nhân của một vụ cướp nào đó bị chặt xác. Sau cái vụ ấy, con Linh nổi tiếng với biệt danh không sợ trời, không sợ đất, và hình như nạn nhân đó đổ cho cả gia đình nó thì phải. Từ đấy, nhà nó cũng khá giả hẳn lên. Đầu dây bên kia đã kêu chuông, Thành chờ đợi. "Alo, ai vậy?" "Dạ chú ơi, có Linh ở nhà không chú?" "Có, ai đây?" "Dạ con Thành nè chú, con mất ba gần nhà nè, cho con gặp Linh xíu à."
À, con Thành đó hả? Đợi chút xíu nha. Một lát sau. Alo, Thành hả? Lên thành phố rồi hả mày? Ừ, tao Thành nè. Mới lên hôm qua. Mày rảnh không? Tao nhờ một chút. Nói đi tao nghe nè. Cho Thành kể cho Linh nghe hết những tất cả những gì Thành đã trải qua từ sáng hôm qua đến giờ. Xong Thành chốt lại. Đó, chuyện là vậy đó. Giờ tính sao? Hay giống như ngày xưa, đi báo công an rồi người ta tự giải quyết? Linh im lặng rồi đáp. Khoan, mày đi báo thế nào mày cũng bị già lây. Chuyện hồi đó là vì tao với mày còn nhỏ, chưa đủ 18 tuổi nên không bị điều tra tùm lum. Bây giờ lớn rồi, thế nào cũng bị tùm lum, mệt lắm. Mày ra bến xe đón tao được không? Tao lên đó với mày. Được không đó mày? Nhà mày cho không? Yên tâm, tao đi ngoài à. Ừ, vậy mai lên đây với tao đi, rồi giúp tao, chứ tao đói quá à. Rồi, mai tao lên tao gọi cho mày. Số điện thoại mày số mấy? 090. Lưu đi, mai lên gọi tao. Ừ, vậy nha, bye mày. Nhớ, tỏ ra bình thường, đừng có sợ sệt, không là lỗ hết trơn đó nha. Rồi Linh cúp máy, Thành thở phào, chờ đợi ngày mai. Đợi Linh lên, dù sao trong lúc này có một người bên cạnh mình, tình mình cũng đỡ hơn. Sáng hôm sau, Linh ra bến xe từ rất sớm. Cả ngày hôm qua, Thành không dám ở nhà một mình, mà chui ra tiệm net ngồi tới sập tối. Khi ông Tư về, Thành mới dám về. Và Thành cũng chưa đủ can đảm để ngủ trên lầu, dù biết nạn nhân kia không có ý hại mình. Điện thoại Thành reo lên, Thành đoán là Linh. Alo, Linh hả? Ừ, tao. Mày đang đâu vậy? Tao đang đứng ngay bến xe buýt nè, mày tới đi. Bến xe này á có một bến xe buýt một hàng. Một lúc sau, Thành đã nhìn thấy cái Linh. Cả hai mừng lắm. Thành mừng vì mình có đồng minh rồi, còn Linh mừng vì gặp lại bạn thân. Sau đó Thành dẫn Linh về nhà ông Tư. Bước vào nhà, Thành chỉ cho Linh thấy nơi cái bãi đất mà Thành đã thấy ở cái xác. Linh nhìn kỹ rồi hỏi Thành. Mày có chắc là xác người không? Hay trông gà ngoá cuốc? Thành làm sao mà không chắc chứ. Thành đã nhìn rõ mồn một kia mà. Cái đầu lâu trắng hiếu lấm lem đất cát ấy ám ảnh Thành từ hôm qua đến giờ, còn ghê hơn các bàn tay người nổi lên bền ngày xưa. Thành quả quyết. Chắc mà. Với lại từ hôm qua đến giờ á, tao gặp nhiều chuyện quái dị lắm. Rồi Thành chỉ băng ghế đá, kể lại một lần nữa những chuyện ngày hôm qua. Linh bảo, thôi vào nhà đã, nắng quá, vào trong rồi tính tiếp. Nãy giờ lo kể mà Thành quên ngoài trời đang nắng rất nóng. Cái nóng Sài Gòn gắt như sa mạc vậy. Người nào yếu thể lực có thể xỉu nếu đứng lâu ngoài nắng thế này. Theo tao lên lầu, Thành nói với Linh. Cả hai bước lên lầu, Linh vẫn bình thản, còn Thành thì đỡ sợ hơn hôm qua rồi. Linh đặt cái ba lô xuống đất, cởi cái áo khoác, ngồi vịnh xuống. Bây giờ tính sao hả mày? Thành tròn mắt. Trời đất, tao kêu mày lên mày giúp tao, bây giờ mà hỏi ngược lại tao làm sao? Thì tại chuyện này nó phức tạp quá à. Tao cũng không biết sao nữa. Tại tao thấy mày tội nghiệp nên lên đây với mày. Chứ thật tao cũng... Thành thất vọng ê chề. Cứ tưởng Linh sẽ khiến kế giúp mình. Mà cũng phải. Dù gì nó cũng chỉ là đứa con gái. Nhưng dù sao nó tin mình cũng là tốt quá rồi. Thành bạn, tao tính gài ổng khai hết mọi việc. Mày thấy làm sao? Nhưng mình gài bằng cách nào? Không khéo á mà bị thủ tiêu luôn đó. Thì tao cũng không biết nữa. Nhưng chắc sao đâu, tao chỉ gài thôi, chứ không có tố cáo ông tại chỗ. Nên có gì á, tao sẽ cẩn thận. Sau một hồi bàn bạc, cả hai quyết định sẽ gài bẫy ông Tư. Thành sẽ giả vờ hỏi đến chuyện đó, còn Linh thì ghi âm và không cho ông Tư biết có Linh trong nhà. Quyết định như thế, cả hai cũng hăng hái thực hiện. Thành lúc này suy nghĩ rất mông lung, chẳng biết mình đang làm đúng hay là sai nữa. Cả ngày hôm đó, Thành và Linh bàn bạc nhau rất kỹ về kế hoạch. Hiện tại thì ông Tư không biết là Thành đã phát hiện ra sự việc động trời trong nhà ông, và cũng không biết đang có người thứ ba hiện diện trong căn nhà này là Linh. Do đó, Linh sẽ ở trên này suốt, không lộ mặt để ông Tư biết mà nghi ngờ. Tối hôm ấy trời mưa rả rích, tiếng ếch nhái côn trùng kêu loạn cả lên trong sân nhà ông Tư. Thành đang lim dim nằm trên ghế, mắt nhìn lên trần nhà, nghe những giọt mưa đang rơi tí tách. Thành bỗng giật mình khi nghe tiếng mở cổng, biết là ông Tư vừa chạy xe về. Thành phóng ngay lên lầu,
bảo Linh: Linh ơi, ổng về, mày trên này có gì thì núp vào nhà tắm nha. Tao sẽ cố tìm mọi cách không cho ổng lên. Mày trên này á, nghe ngóng ghi âm được cái gì thì ghi, không thì á, mày quay lại. Và nếu tao có chuyện gì á, thì mày cố mà thoát ra khỏi cửa tố cáo ổng, nghe chưa? Nói rồi Thành chạy như bay suốt nhà, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đợi mãi chẳng thấy ông Tư vào. Thành nhìn ra cửa thì hồi ôi, ông Tư đang chùm cái áo mưa kín mít và đang đứng ngay cái băng ghế. Giữa trời mưa lâm râm thế này, Thành thấy ông đang đứng đăm chiêu nhìn vào cái bãi đất nơi mà có cái xác người. Thành sung lên bần bật: Trời ơi, không để ông đã biết mình đào lên, hay là mưa đã làm trôi đi lớp đất cát và đạp lộ lên cái. Làm ông Tư thấy: Trời ơi, nếu vậy thì mình quy rồi. Thành sợ hãi lúng cuống chẳng biết làm gì nữa. Rồi ông Tư bước vào, Thành cố tỏ vẻ bình tĩnh: Dạ, chú mới về. Ông Tư cởi áo mưa vắt lên cái cửa, không trả lời. Ông bước vào nhà tắm. Thành lo sợ thầm nghĩ: Thôi rồi, kỳ này mình gặp nguy hiểm rồi. Nhưng tiếng thoái lưỡng nan, nếu mình bỏ đi bây giờ, Linh sẽ như thế nào? Nghĩ vậy, Thành quyết định chống chọi với ông Tư, kẻ sát nhân này đến cùng. Ông Tư bước ra, rồi đến chỗ Thành đang ngồi. Ông tự tốn, giọng điệu khác xa những lần trước: Còn ăn cơm gì chưa? Tim Thành như muốn bật ngay ra ngoài. Sao mà cái giọng điệu này như là đang soi dịu Thành vậy? Hai Thành đang giống những con gà thả chuồng, được người ta thả cho chạy rong vui sướng cả ngày, sau đó làm thịt, vì khi đó thịt gà sẽ ngon hơn. Thành đáp: Dạ, con ăn rồi chú Tư. Rồi ông Tư nhìn Thành, mỉm cười. Cái nụ cười như của kẻ sát nhân cười điệu cợt trước nạn nhân của chúng. Nếu Thành không giữ được bình tĩnh, có lẽ bây giờ Thành đã hoảng hốt mà bỏ chạy thật xa rồi. Ông Tư hỏi: Con đừng giấu chú biết hết rồi. Trời ơi, lúc này Thành đã thấy nguy hiểm thật sự. Vậy là ông Tư đã biết chuyện Thành làm, nghĩa là chắc chắn ông Tư là kẻ sát nhân rồi. Thành im lặng, vì Thành có nói gì bây giờ cũng sẽ làm tính mạng Thành thêm nguy cấp. Thành đang chuẩn bị tư thế chống trả lại mọi việc. Đi với ông, ông Tư lại tiếp. Thành đứng bật dậy, bỏ chạy ngay lên đầu. Linh đang đứng trên đó. Thành chưa kịp nói gì thì Linh đã hỏi: Cái gì vậy? Có chuyện gì vậy? Thành chưa kịp đáp thì đã thấy ông Tư lăm lăm con dao bước lên lầu. Thành kéo tay Linh chạy ra ban công tìm lối thoát, nhưng không thể, vì ban công khá cao, nhảy xuống thì chỉ có chuyện gãy chân mà thôi. Thành và Linh lại chạy vào nhà tìm một cái gì đó chống trả. Ông Tư bước lên lầu, miệng nhạp nhở: Ra là có một con nai nhỏ nữa đây à? Vậy là tụi bay chắc biết chuyện của tao rồi phải không? Đúng, tao đã giết một đứa cỡ tụi bay rồi chôn ngoài sân đó. Do tao gắt voi hàng ngày nên không có mùi hôi thối bốc lên. Tao nghi lắm rồi, từ cái đêm đầu tiên mày ngủ ở đây rồi. Đồ sát nhân! Thành hét lớn. Nhưng lý do gì? Ông phải giết người ta chứ. Đó là sở thích của tao. Rồi ông Tư lao vào, trực đâm Thành. Thành xô Linh ra, né được. Ông Tư mắc đà đâm vào tường. Còn Linh lơm cơm ngồi dậy, chưa kịp làm gì thì đã bị ông Tư đâm một nhát chí mạng vào ngực. Máu từ ngực Linh bắn lên tường, nhóm đỏ cả một góc. Ông Tư lại tiếp tục đâm nhiều nhát vào bụng, vào cổ. Thành rú điên lên, lao tới ôm ông Tư. Hóng lôi được gã sát nhân cuồng tính này ra khỏi Linh, dù Thành biết Linh sẽ khó sống. Cả hai vật lộn như hai con gấu đang say máu. Mai cho Thành dầm mưa dãi nắng từ bé, nên sức lực của Thành cũng không kém gì ông Tư. Ông Tư vật Thành súng, vung dao lên. Thành dùng hết sức bình sinh đạp ông Tư ngã ra. Thành nhanh mắt nhìn xem xung quanh có gì để tự vệ không, nhưng chẳng có gì. Nhìn thấy lối cầu thang đang trống, Thành nhanh chân phóng tới. Nhưng ông Tư nhanh hơn, chém con dao bắp chân Thành, làm Thành ngã gục xuống. Ông Tư vùng dậy, chém loạn xạ về phía Thành. Thành bị thương, lết lết đùi lại né. Rồi hình như ông trời có mắt hay ma quỷ có tình. Ông Tư vừa lao nhanh tới, tính đâm Thành một nhát kết thúc cuộc chiến, thì bỗng dưng ông ngã quỵ xuống. Con dao trên tay ông đâm phập vào ngực. Ông Tư chỉ còn rú lên được một tiếng rồi gục ngay tại chỗ. Thì ra
máu từ vết thương Thành chảy ra một chủng, làm ông Tư trượt ngã. Con dao vô tình đâm vào ngực ông Tư. Thành ngồi thở hổn hển rồi khóc thành tiếng. Từ bé đến giờ thì đây là lần đầu tiên Thành cảm thấy mình dũng cảm đến vậy. Thành nhìn kỹ xem ông Tư đã chết hẳn hay chưa. Thành sợ ông Tư bỗng dưng bật dậy. Lúc đó có nước, Thành chỉ có con đường chết. Thành đạp ông Tư vài cái, lai lai ông. Nhưng không, ông Tư đã chết thật rồi. Vết đâm chí mạng đâm thẳng vào tim. Một vũng máu đỏ thẫm bắt đầu trào ra quanh xác ông Tư, tanh nồng. Thành nhìn xác Linh. Linh khi này chẳng khác gì cái thây bị người ta xẻ thịt. Máu tạo thành vũng. Linh nằm sóc, tóc bết lại. Thành lại càng khóc to hơn. Vậy là Thành đã mất Linh, mất đi người bạn thân nhất của mình. Và chắc Thành cũng có yêu Linh đôi chút. Thành khóc rống lên. Tiếng gào thét của Thành như phá vỡ cái không gian kinh dị trước mặt. Rồi bỗng dưng có tiếng còi cấp cứu. Thành ngừng khóc. Thành thất kinh hồn vía khi thấy xác Linh đang từ từ biến mất. Và Thành nhìn thấy con dao mà nãy giờ ông Tư trực tâm mình đang nằm trên tay của chính mình. Xác ông Tư cùng với vũng máu đỏ thẫm tanh nồng thì vẫn còn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì vậy?